Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đồng hồ thông minh dành cho trẻ em MyKids 4G Lite. Đây là chiếc đồng hồ thông minh dành cho trẻ em MyKids 4G Lite. Và trên chiếc đồng hồ thì có một màn hình, camera, phím nguồn, chân sạc và khe SIM. Các bạn mở khe SIM, lắp SIM và đóng lại bằng tua vít có sẵn trong hộp. Bấm giữ phím nguồn 5 giây để bật nguồn. Sạc pin với cáp đi kèm. Lưu ý đặt đúng chiều dây sạc. Có hai cách để bạn cài đặt ứng dụng. Cách 1, tìm kiếm từ khóa MyKids Plus trên App Store hoặc CH Play. Cách 2, scan mã QR trên vỏ hộp. Mở ứng dụng MyKids Plus, chọn đăng ký để đăng ký tài khoản mới, nhập số điện thoại của bạn, đặt mật khẩu cho tài khoản, nhấn nút gửi mã OTP, mã sẽ được gửi tới điện thoại qua tin nhắn, nhập mã xác minh rồi nhấn nút đăng ký. Mở ứng dụng trên điện thoại, vào chức năng thêm đồng hồ, bấm bắt đầu thêm để quét mã QR. Có hai cách để quét mã QR. Cách 1, quét mã QR ở mặt sau của đồng hồ. Cách 2, quét mã QR bên trong đồng hồ, mục hướng dẫn sử dụng, liên kết QR, nhập thông tin của em bé bao gồm hình ảnh, số điện thoại trên đồng hồ, tên liên lạc, ngày sinh, giới tính và bấm hoàn thành. Hãy cùng Viettel tìm hiểu 14 tính năng hữu ích của dòng sản phẩm MyKids 4G Lite mới. 1. Thêm danh bạ. Vào mục danh bạ trên đồng hồ để thêm các số điện thoại liên lạc, cho phép con gọi điện đến các số này. 2. Kết nối thêm tài khoản phụ, chức năng thành viên gia đình, cho phép thêm ông bà, người thân kết nối với bé. Bạn có thể chọn một trong hai cách sau. Cách 1. Người thân đã có tài khoản ứng dụng MyKids Plus. Tài khoản chính vào ứng dụng MyKids Plus, chọn mục danh bạ, nhấp vào dấu cộng để thêm liên lạc bao gồm tên, thể loại, chọn vị trí, cộng trò chuyện, cộng gọi và số điện thoại bắt buộc đã đăng ký tài khoản MyKids Plus, chọn lưu lại. Cách 2. Trường hợp người thân chưa có tài khoản ứng dụng MyKids Plus, người thân thực hiện tải ứng dụng MyKids Plus và đăng ký tài khoản mới như hướng dẫn ở trên, tiến hành quét mã QR kết nối với đồng hồ và chờ tài khoản chính xác nhận. Như vậy, bước tạo tài khoản phụ đã hoàn tất. Người thân có thể thực hiện các tính năng quản lý con cái như định vị, video call, tin nhắn, chụp ảnh. 3. Chức năng nghe, gọi điện trên ứng dụng. Nhấn vào biểu tượng gọi điện trên màn hình chức năng của ứng dụng và nhấn gọi để thực hiện cuộc gọi từ điện thoại tới đồng hồ. Ở đồng hồ, nhấn nút xanh trên màn hình cảm ứng để trả lời cuộc gọi hoặc nhấn nút đỏ để hủy cuộc gọi. Cách thao tác gọi điện trên đồng hồ. Trên đồng hồ vào menu điện thoại, vuốt thao tác đến số điện thoại mong muốn gọi, nhấn vào số mong muốn gọi và chọn dấu tích xanh xác định thực hiện cuộc gọi. Để kết thúc cuộc gọi trên màn hình cảm ứng, nhấn nút đỏ để kết thúc. 4. Chức năng SOS. Trong trường hợp gặp nguy hiểm thì trẻ nhấn nút nguồn bên cạnh sườn đồng hồ trong 4 giây, đồng hồ sẽ tự động gọi, xoay vòng, lần lượt gọi đến 3 số đã được cài đặt sẵn trên ứng dụng trong mục cài đặt SOS. Cách cài đặt 3 số điện thoại cho tính năng SOS. Từ menu trang chủ trên ứng dụng, chọn menu cài đặt SOS. Tiếp theo, sẽ nhập 3 số điện thoại lần lượt tương ứng với SOS 1, SOS 2, SOS 3 và thực hiện lưu lại. 5. Chức năng tin nhắn thoại. Bạn có thể gửi tin nhắn thoại từ ứng dụng đến đồng hồ và ngược lại, các thao tác như sau. Thao tác trên ứng dụng, vào chức năng tin nhắn, ấn và giữ nút, nhấn giữ và nói đồng thời thông điệp muốn gửi đi vào micro của điện thoại tối đa 15 giây, nhả tay để gửi đoạn ghi âm đó đến đồng hồ thông minh trẻ em MyKids. Để hủy đoạn ghi âm và không muốn gửi thông điệp đến cho bé thì bố mẹ chỉ cần thao tác trượt lên để hủy. Thao tác trên đồng hồ, vào menu tin nhắn, vuốt đến số điện thoại mong muốn gửi tin nhắn thoại, nhấn và giữ vào nút, giữ và nói trên màn hình đồng hồ, rồi nói thông điệp muốn gửi đi để đoạn ghi âm được gửi lên ứng dụng smartphone của người quản lý đồng hồ. Tối đa, bản tin nhắn thoại là 15 giây. 6. Chức năng video call. Ngoài chức năng nghe gọi và tin nhắn thoại, đặc biệt hơn chúng ta còn có chức năng gọi video call rất hay và thú vị, giúp bố mẹ và trẻ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, màn hình đồng hồ MyKids với các bước được hướng dẫn như sau. Thao tác trên ứng dụng, vào menu trang chủ, chọn chức năng video call, ứng dụng sẽ thực hiện cuộc gọi video call đến đồng hồ. Ở đồng hồ sẽ thực hiện nhấn nút xanh trên màn hình cảm ứng để trả lời cuộc gọi
hoặc nhấn nút đỏ để hủy cuộc gọi. Thao tác trên đồng hồ. Trên đồng hồ, chọn menu Video Call, vuốt thao tác đến tên tài khoản mong muốn gọi, nhấp vào và chọn dấu tích xanh để thực hiện cuộc gọi Video Call. Để kết thúc cuộc gọi trên màn hình cảm ứng, nhấn nút đỏ để kết thúc. 7. Chức năng định vị. Để tìm vị trí hiện tại của đồng hồ, từ menu trang chủ của ứng dụng, chọn tính năng định vị, chọn vào biểu tượng hình tròn ở góc dưới bên phải của ứng dụng. Thông tin định vị của đồng hồ gửi về bao gồm phương thức định vị GPS, AGPS, Wi-Fi, LBS, mức pin đồng hồ, thời gian định vị, thông tin vị trí. Ngoài chế độ định vị thủ công, đồng hồ MyKeep 4G Lite còn có chế độ tự động gửi bản tin định vị theo tần suất 10 phút, 20 phút, 30 phút, 60 phút, tùy theo cài đặt chế độ định vị. 8. Chức năng lịch trình. Để xem lại lộ trình di chuyển của đồng hồ, bạn hãy vào trang cài đặt, chọn lịch trình. Bạn có thể chọn ngày để xem lại lịch sử hành trình. Nhấn vào biểu tượng mũi tên đi xuống và chọn ngày mong muốn hiển thị. Trên bản đồ sẽ hiển thị lộ trình dưới dạng số thứ tự. 9. Chức năng cài đặt vùng an toàn. Vào menu cài đặt trên ứng dụng, chọn vùng an toàn. Nhấp vào dấu cộng bên phải góc trên màn hình. Bạn có thể cài đặt định nghĩa vùng an toàn cho con của bạn trên Google Maps. Nếu trẻ đi vào hoặc ra khỏi vùng an toàn này, bạn sẽ nhận được cảnh báo trên ứng dụng điện thoại. Bạn có thể kéo thanh trượt để xác định bán kính của vùng an toàn, đặt tên và cài đặt thời gian hoạt động của vùng an toàn này. 10. Chức năng chụp ảnh trên ứng dụng. Với tính năng này, bố mẹ có thể chủ động chụp ảnh xung quanh trẻ bằng cách nhấp vào biểu tượng camera tại chức năng chụp ảnh trên ứng dụng. Nhấp vào OK, đồng hồ sẽ tự động chụp ảnh. 11. Chức năng chụp ảnh trên đồng hồ. Điều rất đặc biệt trên đồng hồ MyKeep 4G Lite, chúng ta có hai chức năng chụp ảnh: chụp ảnh thường và chụp ảnh ma thuật. Chức năng chụp ảnh thường được thiết kế trượt từ trái qua phải từ màn hình chính của đồng hồ. Chức năng chụp ảnh ma thuật sẽ được thực hiện trượt ngược lại từ phải qua trái. Các thao tác chụp ảnh giống nhau. Chọn chức năng chụp ảnh trên đồng hồ, nhấp biểu tượng chụp ảnh và chọn biểu tượng album ảnh trên màn hình đồng hồ. Chọn biểu tượng chia sẻ ảnh tới các tài khoản liên kết với đồng hồ MyKeep. 12. Chức năng nghe từ xa. MyKeep còn có chức năng đặc biệt là nghe từ xa. Để nghe được âm thanh xung quanh trẻ và trẻ không hề hay biết, không ảnh hưởng tới vấn đề học tập sinh hoạt của con, các thao tác như sau. Trên màn hình ứng dụng, tại menu trang chủ, ấn chọn nghe từ xa, đồng hồ sẽ tự động gọi lại cho thuê bao của bạn. Cước phí cuộc gọi được tính cho thuê bao trên đồng hồ. 13. Chức năng chế độ lớp học. Vào menu trang chủ trên ứng dụng, chọn menu lớp học. Trong đó có menu chế độ lớp học. Khi bật tính năng chế độ lớp học, đồng hồ chỉ sử dụng được tính năng cuộc gọi khẩn cấp SOS và xem thời gian trên đồng hồ. Các tính năng khác sẽ không dùng được. Do vậy, tính năng này sẽ giúp cho trẻ tập trung hơn vào việc học và không hề làm phiền đến các bạn trong lớp. 14. Xem thông tin tài khoản. Từ menu chính, chọn mục nạp tiền, màn hình sẽ hiển thị thông tin gói cước, tính năng nạp tiền và chuyển đổi gói cước trên ứng dụng. 1. Thông tin gói cước đã được đăng ký gồm có số điện thoại, gói cước, ngày hết hạn, số dư. 2. Nạp tiền. Muốn nạp thêm tiền vào tài khoản, chọn mục nạp tiền và nhập mã thẻ cào, xác nhận nạp tiền để hoàn thành. 3. Chuyển đổi gói cước. Chọn mục chuyển đổi gói cước, danh sách các gói cước sẽ được hiển thị và thực hiện chọn gói cước muốn chuyển đổi. Nhấp đăng ký, sau đó chọn đồng ý để xác nhận chuyển đổi gói cước thành công.